Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Lê Nhân Đồng, Phó trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đến thăm và làm việc tại huyện ta về việc khảo sát mô hình sản xuất ngành nghề nông thôn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã thành lập nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2014, toàn huyện đã thu hoạch lúa mùa được 3.981,9 ha, đạt 92,25% kế hoạch. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo chương trình công tác của tỉnh, sáng nay ngày 9 tháng 10 năm 2014, đồng chí trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện ta về việc khảo sát mô hình sản xuất ngành nghề nông thôn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng đi với đoàn về phía huyện Ngọc Lặc có đồng chí Cao Viết Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đoàn đã đến thăm các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm của các xã Lam Sơn, Nguyệt Ấn, Phúc Thịnh. Đây là các mô hình được hỗ trợ từ chương trình nông thôn mới, trong đó 100 triệu xây dựng hầm bioga cho mô hình chăn nuôi đại gia súc ở xã Lam Sơn, 30 triệu xây dựng chuồng trại cho mô hình chăn nuôi gia cầm ở xã Nguyệt Ấn, 110 triệu đồng cho mô hình chăn nuôi lợn ở xã Phúc Thịnh. Tại các mô hình đến thăm, đồng chí Lê Nhân Đồng, Phó trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao hiệu quả kinh tế cũng như bảo vệ môi trường của các mô hình đem lại. Đồng chí đã yêu cầu ngành nông nghiệp huyện phát huy và phát triển, nhân rộng các mô hình, góp phần vào phát triển kinh tế chung của huyện. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ xã thành lập luôn thực hiện chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên giao cho, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của những kế hoạch đề ra, đảm bảo kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả cao trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Qua 9 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ xã thành lập nghiêm túc quán triệt triển khai các nghị quyết, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi đến năm 2020. Triển khai quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, triển khai thực hiện chỉ thị 36 về tăng cường các cấp ủy đảng. Trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới, kế hoạch thực hiện chỉ thị 29 của Ban thường vụ huyện ủy. Trong 9 tháng, Đảng bộ xã thành lập đã đạt được nhiều kết quả. Về nông nghiệp, cây lúa là 438,56 ha, năng suất đạt 47 tạ trên 1 ha. Cây ngô là 850 ha, đạt 42 tạ trên 1 ha. Cây lúa là 11,7 ha. Cây rau các loại là 69,08 ha. Cây hành chăm là 30 ha. Cây sắn là 40 ha. Cây mía là 10 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt là 5.631 tấn, tăng 1.320 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu bò là 1.340 con, đàn bò là 42 con, đàn dê là 79 con, đàn lợn là 2.993 con, gia cầm là 14.431 con, trồng rừng 75 ha đạt 107% kế hoạch. Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn xã phát triển mạnh, đảm bảo cho phát triển kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2014 là 3.799.210.380 đồng, đạt 67%. Tín dụng ngân hàng tổng dư nợ toàn xã 9 tháng đầu năm là 22.326.341.500 đồng. 250 hộ được vay vốn ngân hàng thương mại với tổng số vốn là 10.324.292.000 đồng. 680 hộ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với số vốn là 11.343.350.000 đồng. Nuôi trồng thủy sản ổn định và phát triển 19,7 ha mặt nước ao hồ. Thì công tác lãnh đạo của cấp ủy á, thì như vậy là vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương. Đây là nằm trong hội nghị lần thứ 9 đấy, cũng là nghị quyết 12 của Ban thường vụ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai rồi. Thì cái này nói rằng là sau triển khai thì chúng tôi cũng ra các chương trình hành động
tổ chức thực hiện từ nay về sau là công tác văn hóa cũng như công tác tư tưởng, các tinh thần nghị quyết của tỉnh ủy, cái này cũng đã triển khai rất tốt. Và còn lại có một cái chi bộ, báo cáo các đồng chí là cái trường trung học cơ sở là hôm đó là đại hội công nhân viên chức cho nên nó là chưa triển khai, và chúng tôi triển khai vào chiều thứ ba tuần này đấy. Rồi tiếp theo như vậy vào mùa khô rồi, như vậy anh em tôi đang cố gắng chỉ đạo một cách rất tích cực để làm các cái công trình xây dựng nông thôn mới. Vì một là sau khi thu hoạch xong vụ mùa thì nó cũng nhạt một tí, cho nên là vào mùa khô thì làm giao thông nông thôn, làm công tác thủy lợi và đặc biệt là công tác môi trường, ví dụ như là rời chuồng gia súc hay là rời giếng nước ăn đảm bảo vệ sinh, thì tất cả những cái này tập trung vào 3 tháng mùa khô này để nó đảm bảo cái chất lượng công trình cũng như là cái thời gian, cái điều kiện để cho đầu tư vào làm người xây dựng nông thôn mới cũng như chỉ thị 29 của huyện ủy. Mà đặc biệt là chúng tôi cũng duy trì rất là tốt cái vấn đề thực hiện chỉ thị 29, ví dụ như là cải tạo vườn tạp để dành một phần đất để trồng rau ăn. Thì như vậy sau khi thực hiện 2013 thì cũng là một cái thành tích rất là tốt trong quá trình thực hiện, và chúng tôi duy trì từ nay về sau chắc chắn rằng cái cải tạo vườn tạp thì cũng phải làm từng bước, nhưng mà cái dành một phần đó để trồng rau ăn cho hộ gia đình thì cái này tôi thấy rằng là làm rất là tốt cái này. Và cái cuối cùng thì cái mà tập trung giải quyết nhất đối với cán bộ đảng viên thì vẫn là thúc đẩy cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, thì cái này là cái luôn luôn phải duy trì và phải đưa vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của chi bộ đảng. Bởi vì dù sao chăng nữa cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay rất là cần thiết, đặc biệt là cán bộ đảng viên luôn phải đầu tàu gương mẫu trong các việc tổ chức thực hiện. Và kèm theo đó là chúng tôi cũng rất là tích cực chú tâm đến cái việc là chỉ đạo thực hiện cái quy định 875. Với mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã thành lập tiếp tục thực hiện chỉ thị 39 của huyện ủy về việc chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống, tập trung triển khai sản xuất vụ đông, thực hiện tốt việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và phục vụ sản xuất và chăn nuôi, nâng cao về số lượng cũng như chất lượng gia súc gia cầm, tranh thủ sự đầu tư của huyện, tỉnh, trung ương và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình dự án 135, tăng cường giám sát nâng cao chất lượng công trình. Có thể nhận thấy cấp ủy đảng, nhân dân xã thành lập luôn thực hiện các mục tiêu nghị quyết của cấp ủy đề ra, giữ vững ổn định kinh tế xã hội, phát triển địa phương. Vụ mùa năm 2014, toàn huyện có tổng diện tích gieo cấy là 4.316,5 ha. Trong những ngày qua, thuận lợi thời tiết nắng ráo, bà con nông dân trong toàn huyện tập trung thu hoạch lúa vụ thu mùa. Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2014, toàn huyện đã thu hoạch được 3.981,9 ha, đạt 92,25% kế hoạch. Năng suất ước đạt là 53,25 tạ trên 1 ha. Song song đó, chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch lúa đến đâu, giải phóng đất đến đó để tạo quỹ đất sản xuất trồng cây màu vụ đông cho đúng khung lịch thời vụ và đạt kế hoạch đề ra. Năm học 2014-2015, trường tiểu học Nguyệt Ấn 1 có 451 em học sinh chia làm 21 lớp, phần lớn các em thuộc dân tộc thiểu số, với đặc thù trường thuộc xã đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân còn vất vả, dân trí hạn chế, nên việc học của con trẻ, gia đình gửi gắm toàn phần vào các thầy cô giáo. Cũng chính vì thế mà tình thương, trách nhiệm của các thầy cô được nhà trường quan tâm, nhằm đạt trường chuẩn mức độ 1 với các tiêu chí chất lượng giáo dục toàn diện, trên 50% học sinh khá giỏi. Đây là vấn đề nan giải đối với tập thể giáo viên nhà trường. Để đạt được mục tiêu đạt chuẩn mức độ 1 trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2014-2015 này, trường tiểu học Nguyệt Ấn 1 tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, phân đối tượng học sinh, động viên giáo viên phát huy tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ,
say mê tìm tòi, đổi mới và ứng dụng đồ dùng vào giảng dạy, tổ chức học 2K trên ngày tại khu trung tâm, tổ chức giáo viên kèm cặp học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phấn đấu tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 50% và có từ 20 em trở lên đạt học sinh giỏi cấp huyện và có học sinh giỏi đạt cấp tỉnh. Thì vào đầu năm học, nhà trường đã tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên và giao chỉ tiêu cho từng tổ khối, và tổ khối cũng đã tổ chức giao chỉ tiêu đến từng giáo viên để đạt được chỉ tiêu chất lượng đại trà cho năm học. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học thì chúng tôi đã đưa ra các biện pháp để nâng cao chất lượng đại trà, để đảm bảo được trên 50% học sinh khá giỏi và đạt được 98% trở lên học sinh đại trà. Thì chúng tôi đã đưa ra một số biện pháp cụ thể, như là vào đầu năm học phải phân loại đối tượng học sinh ở từng lớp, thì mỗi một lớp là phải có bao nhiêu học sinh khá, bao nhiêu học sinh giỏi, còn lại là học sinh phải đạt trung bình. Thì chúng tôi cũng đã giao chỉ tiêu đến từng giáo viên như thế và phân loại được đối tượng học sinh. Và biện pháp của chúng tôi là mỗi một giáo viên là cần phải có lòng nhiệt tình, nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp, rồi soạn giáo án cụ thể phù hợp với từng đối tượng học sinh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, xã Thúy Sơn chỉ đạo bà con nông dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung thu hoạch lúa mùa. Tính đến hết ngày 8 tháng 10 năm 2014, trên địa bàn xã đã thu hoạch được 198 ha trên 208,7 ha, năng suất ước đạt là 60 tạ trên 1 ha. Thu hoạch lúa mùa đến đâu, xã chỉ đạo bà con nông dân trồng cây màu vụ đông 2014-2015 đến đó. Trong đó năm nay, theo kế hoạch, xã phấn đấu gieo trồng 30 ha cây hành trăm. Đến thời điểm này, trên các cánh đồng của xã Tuy Sơn, bà con nông dân đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương tiện, cơ giới, giống, phân bón và nhân lực lao động bắt tay vào trồng cây hành trăm. Ngoài ra, nhiều hộ gia đình nông dân đã thu hoạch lúa mùa xong và tận dụng nguồn gốc dạ sau khi gặt, nhanh chóng xuống giống hành trăm cho đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, toàn xã đã trồng được 0,1 ha. Đồng thời, xã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân tích cực chăm sóc các loại cây trồng vụ đông, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cây trồng sinh trưởng và phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.